Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony sáng thứ hai ngày 31 tháng 7 năm 2023. Chúc quý vị một tuần lễ mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trước hết thì Tony xin thông báo ngày mai là ngày rằm tháng 6 âm lịch. Bà con cô chú bác nào ăn chay thì đừng có quên nha. Rồi trong cái phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Cộng nguy to, đô cu rì quanh tạc rầm rộ, hàng chục ngàn dân Trung Cộng di tản khẩn cấp vì sao tại sao. Nội dung thứ hai, chú Buri chính thức tuyên bố liều mạng sẵn sàng quánh tay đôi với NATO. Tại sao ông ta muốn quánh tay đôi với NATO? Nội dung thứ ba, một chuyện lạ nhưng có thật quý vị nha. Chán kiếp làm người, bỏ ra hàng chục ngàn đô la để trở thành chó. Vì sao tại sao? Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây. Mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin nó hay please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Và cũng như bà con cô chú bác anh chị em nào mà chưa có đăng ký kênh, please bấm nút đăng ký để nhận được những cái video mới nhất trong channel của Tony Lê nha. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới cả loài người chúng ta cũng như là cuộc chiến giữa Nga, Mỹ và NATO. Hình như bây giờ cái cuộc chiến tại Ukraine không còn giữa Nga và Ukraine nữa, mà nó đã lan rộng ra bên ngoài và chuẩn bị chạm vào cái mức, cái ngưỡng cửa, cái lằn ranh đỏ. Rồi quý vị nhé, đây. Sau khi chú Buri liều mạng đến châu Phi để dự một cái cuộc họp hội nghị thượng đỉnh của cái nhóm BRICS. Cái nhóm BRICS này là do Trung Cộng và Nga thành lập ra để mong kéo cái đồng đô la của đất nước Mỹ rớt giá để đưa đồng nhân dân tệ lên. Đó là cái bước đầu tiên mà Trung Cộng muốn quánh vào Mỹ, bằng cách là quánh vào cái đồng đô la trước để chiếm vị thế của Mỹ trên cái thị trường thế giới. Ok, rồi. Sau khi chú Buri liều mạng đến nơi này, tại sao Tony Lê nói là liều mạng là tại vì châu Phi có cái nhiệm vụ là phải bắt giữ chú Buri. Châu Phi là nằm trong nguyên một cái 123 quốc gia của tòa án quốc tế, nhưng có thể châu Phi sợ hạt nhân của chú Buri cho nên không có thực hiện cái lệnh của tòa án. Rồi, khi chú Buri đến nơi này và chú có một cái bài phát biểu trước nguyên một cái nhóm châu Phi thì chú ta nói như thế này: ok, bây giờ chú ta không còn chịu đựng được nữa, bây giờ chú ta không còn nhắm vào Ukraine hay là quánh lộn với Ukraine nữa, mà chú ta tuyên bố là sẵn sàng quánh lộn với NATO. NATO do Mỹ dẫn đầu, có 31 thành viên hiện tại bây giờ. Mà quý vị thử suy nghĩ coi, chú Buri chú quánh một mình Ukraine, quánh cả năm mấy nay rồi mà chú vẫn chưa có thắng nổi Ukraine, mà bây giờ chú còn đòi quánh lộn với NATO. Nếu chú liều mạng làm cái điều này thì quý vị suy nghĩ coi chúng ta sẽ như thế nào. Dĩ nhiên là chú Buri phải sử dụng tới 6.000 đầu đạn hạt nhân trong cái kho của chú ta thì cầu may mới dám đương đầu với NATO. Ok, nhưng khi mà chú sử dụng hạt nhân trong cái kho của chú ta thì dĩ nhiên Nga sẽ biến mất khỏi cái bản đồ này, tại vì một khi mà chú phóng hạt nhân ra thì 30 mấy hạt khác nó ùa vào đất nước Nga đó, cho nên nó sẽ ảnh hưởng tới cái loài người của chúng ta, ảnh hưởng tới cái thế giới, cái trái đất của chúng ta. Hiện tại bây giờ trên cái quả địa cầu này có hơn 18.000 đầu đạn hạt nhân, không riêng gì một mình nước Nga có đầu đạn đâu quý vị nhé, mà rất là nhiều quốc gia bây giờ người ta sở hữu đầu đạn hạt nhân. Cho nên nếu chú Buri mà chú quánh hoài quánh mãi không thắng Ukraine và chú sẽ bị dồn vào bức tường thì chú sẽ quay ngược lại cắn NATO, lúc đó là sẽ xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ ba. Ghê cẩn quá, hy vọng cái điều này đừng có xảy ra quý vị ơi. Mấy ông này, mấy ông lớn tuổi rồi, mấy ông không còn sống được bao lâu nữa, nhưng chúng ta, con cháu chúng ta, loài người chúng ta vẫn còn yêu đời, vẫn còn muốn sống quý vị nha. Đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới cái chuyện đô cu rì. Trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, hơn 27.000 người ở khu vực Bắc Kinh đã được di tản khẩn cấp
và 20.000 người khác đã di tản khỏi cái khu vực thuộc Thạch Gia Trang của tỉnh Hà Bắc. Nó như thế này: sau khi cơn bão Dokuri ồ ạt quanh tạc thủ đô Bắc Kinh, nước Trung Cộng, thì mưa gió lụt lội, những cái cơn gió nó lên tới 191 km/h, và lụt lội nó tàn phá những cái tỉnh Phúc Kiến, những cái vùng lân cận thủ đô Bắc Kinh, nước sông dâng cao, sạt lở đất, lũ lụt rầm rộ, nó trôi xe, trôi nhà, trôi tùm lum hết trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Và đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011, tức là từ 20 mấy năm rồi mới xảy ra một cái trận như thế này tại Trung Cộng. Không biết đây có phải là quả báo hay không, tại vì trong suốt thời gian vừa qua, quý vị biết rồi, Trung Cộng này nó cũng làm rất là nhiều điều mà có thể nói là gọi là ác đó quý vị nhé. Cho nên hiện tại bây giờ thì chính quyền của Trung Cộng đang khuyến cáo người dân thủ đô Bắc Kinh cũng như những cái vùng lân cận không được ra ngoài trừ trường hợp cấp thiết, khẩn cấp, đặc biệt hay là emergency gì mới được ra ngoài. Tất cả mọi người là coi như phải ở trong nhà. Hiện tại bây giờ thì những cái con đường ở trên cái thủ đô Bắc Kinh á, trong cái thủ đô Bắc Kinh á, đa số là thường thường nó hay nhộn nhịp, nhưng mà bây giờ nó vắng như cái chùa Bà Đanh, không xe không người quý vị nha. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba. Một cái câu chuyện nó lạ nhưng mà nó có thật quý vị. Làm người không chịu bỏ ra hàng chục ngàn đô la để trở thành con chó. Tại sao? Vì sao? Đây, vào ngày hôm qua, một người đàn ông ở nước Nhật Bản, ông ta đã trở thành con chó sau khi ông ta chi ra 15.000 đô la, dịch ra từ Việt Nam khoảng bao nhiêu triệu, mấy trăm triệu gì đó, để mà biến mình, hóa mình thành một con chó. Và người đàn ông này đã chính thức trở thành con chó và đi vòng vòng ngoài đường, và cũng đánh mùi giống như con chó thật, cũng lăn lộn trên đường xá, cũng sủa wow, 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 giống như con chó thật. Nói nôm na là quý vị nhìn vào cái người đàn ông này khi mà biến thành con chó đó là y hệt con chó thật quý vị nha. Đây, vào ngày hôm qua, rầm rộ trên cộng đồng mạng ở nước Nhật Bản, người ta nhìn thấy một người đàn ông mặc trang phục chó chăn cù ở nơi công cộng ngoài đường phố. Và trong cái diện mạo của chó chăn cù này, cái anh Toko, anh này tên là Toko, được người chủ dắt đi khắp nơi và thực hiện các động tác giống y hệt như con chó. Ví dụ như là đánh hơi hoặc lăn lộn trên bãi cỏ, hay là tìm mồi để ăn ở trên đất, vân vân và vân vân. Ok, tôi đã trở thành một con chó chăn cù. Cuối cùng thì ước mơ của tôi từ nhỏ đã trở thành sự thật. Ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành động vật. Tức là anh này, anh sinh ra là một con người, nhưng không hiểu vì sao từ nhỏ anh ta không muốn làm con người, mà anh ta muốn làm một cái con vật, và đặc biệt là con chó. Cho nên bây giờ lớn lên, anh ta mới có đủ khả năng, điều kiện để biến mình thành một con chó. Ok, đó là những gì mà anh Toko ở Nhật Bản đã chia sẻ với phóng viên báo chí. Và anh ta nói là như thế này: thật sự thì tôi chán kiếp làm người lắm. Làm người bị nhiều stress quá. Mở con mắt ra phải đi mưu sinh, phải đi kiếm tiền, phải trả bill bổng, phải yêu đương, rồi phải này nọ kia tùm lum thứ việc. Thôi làm con chó đi cho nó khỏe, vô tư hồn nhiên, có gì ăn đó, thấy gì ngửi đó. Doesn't matter cái đó thơm hay thối, cứ ngửi thôi, rồi hoặc là cái gì ngon hay dở gì cứ ăn thôi. Khỏi phải suy nghĩ là ngày hôm nay chúng ta sẽ trả bill gì, ngày mai chúng ta có bill gì đang đợi, hay là ngày mốt chúng ta yêu ai, hay là bị ai đá, vân vân và vân vân đó. Đó là những gì mà anh Toko ở Nhật Bản đã chia sẻ với phóng viên báo chí. Quý vị không, trên cái cõi đời này nó cũng có rất là nhiều chuyện độc và lạ quý vị nha. Sinh ra là một con người là chúng ta may mắn lắm rồi, nhưng mà anh này anh lại muốn trở thành một con thú, một động vật đó, mình gọi nôm na như vậy cho dễ hiểu đi. Ok, bỏ tàn rồi. Sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine cũng như là tình hình của đất nước Mỹ. Tôi thì cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ nha, để bà con cùng nhau xem. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Have a good day. Thank you.